Rồi, từ từ cho mình chụp. Ok. Cho chụp riêng cho một cái này. Cho mình chụp riêng cho một cái này. Rồi, ok. 1, 2. Hai bạn ơi, cho mình nhờ chút xíu. Yeah. Rồi, ok. Rồi, 1, 2. Cái nữa luôn. Cái cận luôn nha Jun ơi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn bác. Rồi, rồi, nhanh được nha. Rồi, một, hai, ba. Cái nữa luôn. Anh cũng chưa 40 lắm đâu, anh cũng mới gần 40 thôi. Nhưng anh rất là khỏe nha mọi người. Và anh quan trọng là
cái kỹ thuật anh rất là hay, anh bắn cũng giỏi nè, anh bò trượt, anh làm cái gì cũng y như là một người lính thực thụ hết, và mình cảm thấy rất là nể phục. Tại vì dù mình trẻ đi, mình yếu hay mình khỏe như thế nào thì mình cũng không bằng anh, bởi vì cái kỹ thuật của anh là theo những cái người lính ở trong quân đội nói là anh Thanh cũng là có tố chức làm lính, anh được làm một ngày sĩ, anh làm lính đi thì để hỏi mọi người cũng cảm thấy như là anh. Mất thì không mất, ai cũng nói là tôi mất làn da trắng, nhưng mà khoảng tháng mà mình thấy bắt đầu chắc chắn luôn rồi, da tôi cũng khỏe lắm. Được thì rất nhiều, thứ nhất là luôn bạn luôn. Nè, mình có rất là nhiều người bạn mới. Thứ hai là không những là những người bạn nghệ sĩ mới nha, mà là những anh em trong tiểu đoàn đó, họ khi mà xong rồi thì cũng có giữ liên lạc, rất là dễ thương. Thứ hai là mình có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, và mình nghĩ là cả đời thì cũng có cái lần nào mình trải qua được cái điều đó, đó là một cái môi trường quân đội nó hoàn toàn khác xa những gì mình tưởng tượng ha, và rèn luyện sức khỏe rất là nhiều. Sau sau nhập ngũ sức khỏe cũng lên dữ lắm, như trâu nghĩa là trước khi tham gia thì mình rất là kiểu mình rất là ngại dơ, rất là ngại mệt, nhưng mà khi tham gia rồi thì đối với những cái chuyện này nó rất là nhỏ nhặt. Tại vì mình thấy mấy anh trong đó, mấy bạn trong đó nhỏ hơn mình, nói mấy anh nhưng mà thật ra là nhỏ hơn mình, không mặt già ơi là già, thương lắm, mà hỏi ra toàn là 95, 96, mọi người ai cũng kêu tôi bằng em á, mà khi mà biết tuổi thật của tôi là bé nữa đó, tại vì là người ta là nắng mưa, người ta đàn ông nắng mưa, còn mình ở đây mình máy lạnh, nên mình thấy là cái trải nghiệm mình giúp cho mình hiểu hơn là mình, tất cả mọi thứ bây giờ rất là được, không có gì đáng phải không? Nhiều lắm, thử thách nào cũng bỏ cuộc á, thử thách nào cũng rất là khó nha. Dĩ nhiên có những cái dễ thì đối với tôi không phải là thử thách, nhưng mà đã quân đội rồi thì vô cùng gọi là khắc nghiệt á. Mình không ngờ là các bạn trẻ vậy mà có thể khỏe như vậy. Tôi nghĩ cái mà cũng có hạn nhất với cuộc đời của tôi nha, đó chính là leo dây. Trời ơi, kêu mình leo thang thì mình mệt cũng được, nhưng mà mọi người biết không, cái tay của tôi nó thấy vậy chứ khỏe thì khỏe bắp tay, nhưng mà cái bàn tay thì cũng là bàn tay cầm micro chứ không phải là bàn tay cầm sống dây thừng. Leo qua một cái đoạn đường rất là dài, và nó nằm ngay là bị chấn thương, và đó là một trong những cái chấn thương mà lớn nhất của tôi trong thời gian tham gia thành phố. Nhưng mà sau đó thì mình vẫn cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình đã hoàn thành. Mọi người ơi, tất cả các máy. Tôi chỉ hy vọng là mọi người sẽ xem Sao Đẹp Mũ mùa 10 2019 này. Đây sẽ là một cái mùa đặc biệt, bởi vì mấy mùa trước thì chỉ có 4 anh em thôi, nhưng mà mùa này thì có tới 6 người cùng tham gia với nhau và cùng thử thách để mà giành một phần thưởng lớn nhất. Và cái phần thưởng đó nó không chỉ là phần thưởng đem về cho chính bản thân người lính, mà là đem giúp đỡ cho người khác. Và tôi nghĩ đây là cái ý nghĩa nhất của Sao Đẹp Mũ năm nay, là trái tim người lính đó. Thì chỉ hy vọng là mọi người sẽ xem giải trí, chắc chắn là giải trí là rất là vui và rất là dễ thương. Trong môi trường quân đội thì nó khắc nghiệt, nhưng mà tại vì tụi tôi là những người nghệ sĩ nên vào trong đó rất là bị chéo ngoe, rất là dễ thương. Hy vọng là những cái tập lên sẽ là những tiếng cười, và bên cạnh đó sẽ giúp được rất là nhiều trẻ em cũng như là những người còn khác cơ nhau. Đối với nghệ sĩ thì mạng xã hội là một điều rất cần thiết. Một ngày tôi phải lên Facebook chắc cũng 3 phần 5 đời sống, còn 2 phần 5 còn lại là cái mũ. Thì bởi vì nó rất là gắn liền với cuộc sống của mình, bởi vì nó giúp mình biết gần hơn với fan của mình, và fan của mình biết được đời sống mình như thế nào, rất là cần thiết và quan trọng. Nhưng mà dĩ nhiên thì lâu lâu mình cũng đọc rất là nhiều, chứ không phải là 1-2 comment đâu, về những người mà người ta không thích mình. Nhưng mà làm sao biết được, đúng không? Hồi xưa thì lúc mà mình mới có 21-20 tuổi thì mình hay buồn lắm. Nhưng mà bây giờ mình đã được rồi, mình đã sống với nó, mình kinh nghiệm thì nhiều, nhưng mà cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Mỗi lần mà mình có cái mồi ấy, mình đọc 2-3 chữ, mình thấy có cái mồi thằng này, cái là mình ngưng liền. Mình sẽ không đọc. Bởi vì đối với mình cuộc sống tích cực là quan trọng hết. Mình sẽ hát, mình sẽ nhảy, mình sẽ vui. Chứ mà mình đọc cái đó, gì mình nói thì sẽ không bao giờ mình bắt người ta im lặng được. Còn người làm thì mình phải làm thôi. Thôi, hãy cho họ nói. Có họ nói thì có người vừa nói một họ lại, đúng không? Còn có gì làm không có mình thôi, mình không thể nào mình bắt họ yêu được. Tiếp theo là người chơi của mình. Anh hát chơi nghệ sĩ hát lại này.
Vậy thêm một bạn nữa. Ok. Một bạn nữa ngồi được không? Xuống dưới ngồi. Mấy em cái okay. Anh chụp cho rồi rồi ok mọi người ơi nhìn đây nha mọi người vô đi chưa chụp xong cứ vô đi rồi 1, 2, 3 ok rồi rồi nhìn lại luôn nha 1, 2, 3 rồi ok anh vô lên cho rồi xác dừng rồi mọi người nhìn giữa luôn đi chào ok ok rồi mọi người cúi xuống em ạ rồi mọi người ơi cho em đây tắm luôn nha mọi người 2, 3 đứng tư thế thể thao á ok đứng tư thế thể thao thể thao thao à hay là gì đâu hãy khoắn đi đứng tư thế của lính xuất lính luôn quỷ bắn đi nè một em rồi bắn đầu rồi cả nhà lên đây luôn à 1, 2, 3 này rất là hot một tháng chiếu có một tập ha mọi người nhìn giữa giùm em nha thật ra chương trình này có 16 số mà khán giả sợ hết cho nên là bên chương trình là quyết định một tháng chiếu một tập thôi để được 16 tháng chiếu đúng năm đứa chương trình vào cuối buổi tập bạn gái ai vậy bạn gái Liên Minh Phát vô đây khách vô đây sao á bạn gái ai vậy em bạn gái ai vậy Liên Phát có đồ chào mọi người ơi 1, 2, 3 rồi mọi người ơi rồi nhìn giữa giùm em luôn à bảo đi ủa là tự nhiên cái quan có nhiều chuyện quá vậy đúng rồi ôi ôi chết rồi ôi về đôi kìa ôi, 13 đâu có rồi. Tôi chăm luôn hả? Quay chụp xuống tiền cơ vậy nó đi phòng em. Em xong chưa? Sao đi? Việt Khánh. Ca sĩ, diễn viên Chuyên Phạm. Diễn viên B Trần. Diễn viên Anh Đức. Ca sĩ Minh Châu. Và còn một nhân vật vắng mặt ngày hôm nay đó là diễn viên La Thành. Dạ, tại anh cũng quay cho nên không đến được. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Em xin được trả lời câu hỏi của chị là trong quá trình tham gia Sau Nhà Múa năm 2019 thì về thương tích thì cũng không có nhiều nhưng mà riêng bản thân em thì lại bị một cái thương tích ở hai bàn tay. Và em đã trong một tuần đấy thì em đã không thể làm được một cái việc gì, ngay cả việc giặt quần áo cũng như là việc vệ sinh cá nhân của mình. Và cho đến khoảng cho đến đúng khi mà kết thúc chương trình giao nhập ngũ thì kết thúc 7 ngày trải nghiệm thì lúc đấy bàn tay của em nó mới lành lại trở lại bình thường. Xin chào các anh chị báo chí. Về cái mặt thương tích mà nặng như Minh Châu hay Jun Phạm thì Đức không có bị vài cái thương tích mà nó nằm sâu ở bên trong như là có một số cái va đập ở ống quyển này nọ kia thì nó rất là bị sưng ở trong chứ không có chảy máu nhiều ở ngoài. Rồi còn một số cái như là cái mình phải ngâm mình dưới cái nguồn nước cả ngày trời ở ngoài vậy đó thì nó có những cái nơi nó nằm ẩn bên trong, nó ngứa ngáy và rất là nhiều các anh chị ạ. Rồi còn côn trùng cắn thì vẫn để lại thẹo và tới bây giờ hai luôn và rộp lên mũi đỏ như một trái cà. Và sau khi hết chương trình về thì em có đi vô spa và em nói thẳng là hai spa trả về không nhận và nói là bây giờ cái da mình đang bị như thế rồi thì mình nếu mình can thiệp vô nữa thì nó sẽ đôi khi nó ảnh hưởng nhiều hơn cho nên thôi cứ tốt nhất về dưỡng đi
rồi cho nhả nắng bớt đi rồi quay lại. Nhưng mà cũng may là ngày hôm nay em cũng đỡ được chút rồi ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Em gửi lời chào các anh chị báo chí. Thì thật ra cái việc ra thì em nghĩ cả năm thành viên ở đây ai cũng như nhau thôi, cũng đều phải phơi nắng rồi cũng đều phải xuống nước cả. Nên làn da em hay làn da tất cả mọi người em nghĩ đến ngày hôm nay mới hồi phục được chắc tầm được 50% thôi, chứ chưa hoàn toàn như ban đầu đâu. Còn cá nhân em đi thì sau khi tham gia chương trình em có bị dị ứng một chút, và em phải mất một tuần rời sau thì em uống thuốc rồi em ăn kiêng kỹ tất cả mọi thứ thì em mới hết dị ứng. Tại vì em cũng chắc là cơ thể mình cũng chưa quen được cái môi trường quân đội. Ra khi sau khi ra quân đội mặt em cứ lốm đốm đỏ, tay chân rồi tay chân khắp người lốm đốm đỏ, phải một tuần rồi em uống thuốc các thứ thì bắt đầu mới giảm dần. Còn cái mà em đánh đổi nhiều nhất thì em nghĩ là đây là lần đầu tiên mà em tham gia một chương trình truyền hình mà em phải để tóc ngắn như mọi người đã xem. Thì trước giờ mọi người biết đến bên Trần thì đa phần là luôn luôn mái tóc dài bồng bềnh lãng tử, bây giờ để luôn tóc ngắn ra khỏi cái tóc dài rồi. Và đây cũng là một lần trải nghiệm thú vị của em trên truyền hình, và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ chương trình rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cho Jun gửi lời chào đến tất cả mọi người ở đây ạ. Thật ra B nói là dị ứng thôi chứ thật ra là Jun biết là B bị ghẻ khắp người, và B còn tuột quần ra cho Jun thấy được cái ghẻ đích của B nữa. Mà B không biết là trong phòng cũng có mấy cái máy quay, mọi người chắc là không biết là cái máy cảnh nó có bị cắt không. Còn với Jun thì Jun thì ngộ cái là mình chỉ bị đen thôi, mình đen hơn tất cả mọi người. Khi ngoài cái tay ra thì mọi người thấy rồi thì không kể nữa, Jun thì chỉ bị đen một cách quá lố á. Mà không hiểu tại sao mà bên đen thui như vậy, chắc là xài kem trộn quá nên nó đen quá đáng như vậy. Xong một khi mà về Sài Gòn á, mình tắm nước sạch thì mình lại bị ghẻ. Không biết tại sao nữa, nghe là anh tắm nước phèn anh bị á, anh tắm nước sạch lại tự nhiên cái anh bị nổi quá trời luôn. Cái hỏi trợ lý thiệt. Xong cái hai tuần sau Jun sợ á, Jun đi bác sĩ da liễu thì họ nói là bị dị ứng thôi mà uống thuốc không hết. May mắn sao cái em được đi quay ở dưới Bến Tre mọi người. Em tắm nước phèn ở dưới xong em đẹp lại. Không thiệt, bây giờ da rất là mịn màng như trước rồi. Có nghĩa là có vẻ như là Jun bắt đầu hợp với lại cái em hợp với cái gì đó quê, cái phèn nó hợp. Cảm ơn mọi người. Thì cái này chỉ là một phần 100 thôi. Tôi nghĩ là khi mà lên sóng thì mọi người sẽ thấy nhiều hơn cảnh anh em tụi tôi mình rất là ngoài những cái khổ cực thực ra rất là vui. Và bây giờ là tới anh Khánh, anh bị gì hả? Xin chào tất cả các anh chị. Thật ra thì trong những cái lúc mà thực hành các bài tập thì Huy Khánh may mắn không bị gì hết. Nhưng mà trong một cái trận cầu đỉnh cao về bóng chuyền giữa các đồng chí cũ và đồng chí mới thì Huy Khánh hưng phấn quá, cởi giày ra mình chơi, và ngay cái giờ trưa nắng thì ngay ngày hôm sau còn 2 ngày nữa xuất ngũ thì chân mình nó bị dợp lên hết, nó bong bóng nước ở dưới cái chân hết, là bắt đầu cái ngày đi hành quân là cái ngày mình bị cái đó, nó hành mình cực kỳ khó, không đi được. Tới bây giờ thì cái da non với cái da già nó bắt đầu mới lành hẳn, và đặc biệt trong cái môi trường quân ngũ thì khi mà vô đó thì Huy Khánh ăn rất ngon và ngủ rất ngon, là bởi vì rất là mệt, về nhà nằm xuống cái là ngủ liền, không còn biết gì hết. Đói quá vô gặp cái gì cũng ăn, mà khi về lại thành phố thì lại mất ăn mất ngủ. Về tới thành phố tới 5 giờ mấy sáng là tỉnh, là không ngủ được. Còn khi đó, còn khi mà vô bàn ăn rồi á, thì là ăn mất định hướng luôn, ăn quá chứ ăn giống như trả thù cái những cái ngày tháng không được ăn ở trong kia vậy. Nói chung là sinh hoạt bị đảo lộn mà đảo lộn ngược, giống như Jun vậy đó. Dạ. Anh trong đó bị gì không? Là rất là mong muốn, kỳ vọng một cái làn sóng mới, cái sức lan tỏa mới, đặc biệt là trong giới trẻ của chúng ta. Và cũng mong những người sản xuất chương trình sẽ kỳ vọng cái sự đón nhận của các bạn. Và cũng mong muốn thêm cái sự đăng ký tham gia của các nghệ sĩ trong những mùa tiếp theo sẽ nhiều hơn, và cái sự đổi mới của chương trình cũng sẽ ngày càng hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn. Nó ở đâu dưới đây mà cứ cầm hoài hả? Rồi thôi anh ơi, anh vậy là anh chết rồi. Em dục là ai trúng kế anh, ông dục đỡ tù á. Rồi còn đối với mình thì cái thử thách nào khi mình tham gia chương trình này đều khó hết, vì bản thân mình cảm thấy là thể lực mình vẫn chưa sẵn sàng cho môi trường quân ngũ, và sau khi tham gia chương trình mình cảm thấy là nếu ai muốn
tham gia quân ngũ thì nên cải thiện thể lực một cách tốt nhất để mà có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Còn cái mà mình cảm thấy vất vả đặc biệt nhất thì thật ra là chả phải là nhiệm vụ nào cả, chỉ là việc lúc nào cũng mặc 2-3 lớp áo quân phục và đứng dây nắng, đứng nghiêm. Cái vấn đề ở đây là nếu mà mọi người đứng thư thả đôi lúc thì mọi người thoải mái, nhưng mà lúc nào trong hàng ngũ cũng phải ngăn ngã gọi là đứng thẳng này, đứng nghiêm này, lúc nào cũng đứng với thẳng hàng này, lúc nào cũng phải tập trung vào các đồng chí đang thi hành nhiệm vụ ấy. Và mỗi ngày trung bình 5-6 đồng chí đều phải phơi nắng trung bình tầm 4-6 tiếng, sáng 3-4 tiếng, chiều 3-4 tiếng, và đấy là cái mình cảm thấy vất vả nhất. Còn đối với anh Đức thì hỏi ai là người yếu nhất, anh Đức nhận luôn. Xét về cái hình thể và sức khỏe, mình nhận luôn, mình sẽ là người yếu nhất. Và tất cả các thử thách đối với mình, thử thách nào là khó nhất, cái nào cũng khó. Nhưng đó là cái suy nghĩ của mình ban đầu. Nhưng bắt đầu bước vào huấn luyện thì thủ trưởng có nói một câu, biết rằng có những cái mình không làm được, nhưng ở đây là nhiệm vụ, và tất cả những cái chương trình huấn luyện mình phải quyết tâm, mình đặt quyết tâm mình làm được. Tại sao Đức nói là Đức không làm được? Bởi vì là mình có thể làm, mình cố hết sức mình vẫn làm được, nhưng cái thời gian đặt ra ngắn, và cái thể lực vượt quá cái tầm của mình kiểm soát. Mình tự nhận thấy được điều đó. Nhưng thủ trưởng nói bạn phải đặt quyết tâm đầu tiên, phải làm, bất cứ thử thách nào cũng phải đương đầu, cũng phải làm. Cho nên đó là cái mà anh Đức sau chương trình anh Đức có được, đó là cái ý chí và cái sự quyết tâm của mình. Và giống như hồi nãy ở đây có một vài cái thử thách mà mọi người đã chia sẻ, đó là khó nhất và đó là cái sự sợ hãi nhất đối với họ. Thì ngay đến lúc đó không hiểu tại sao có những cái nó là cái ghê gớm của người khác, nhưng lúc đó là những lúc anh Đức vươn lên và anh Đức làm một cách mà bất ngờ so với bản thân mình cũng như là so với tất cả người đồng đội còn lại, và một sự trải nghiệm phải nói là đầy thú vị và bất ngờ. Hy vọng là quý vị sẽ đón xem và thấy những cái điều bất ngờ trong chương trình. Em xin được trả lời câu hỏi. Thực ra thì khi mà trước khi tham gia sau nhập ngũ thì em tham gia với một gọi là một cái tinh thần rất là thoải mái, và vâng, một tinh thần rất là thoải mái, và em cũng không nghĩ đến là, và cũng rất là tự tin về cái sức khỏe của mình để mình có thể tham gia được những cái thử thách đấy. Thế nhưng mà khi mà bước chân vào ngày đầu tiên, ngay buổi chiều đầu tiên thôi, là em thật sự là em đã muốn đi về rồi, bởi vì là rất là mệt. Và cho đến cái ngày cuối cùng thì tức là mỗi ngày 6 ngày thì những cái ngày đầu tiên nhẹ 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 và nó sẽ nặng dần theo về phía sau nữa, và cái ngày cuối cùng thì là ngày mà em cảm thấy mệt nhất. Và đã trong cái ngày cuối cùng đấy đã có lúc mà em nghĩ là mình sẽ dừng cuộc chơi. Đi bọn em phải đeo một cái ba lô 30 cân thì phải, đúng không ạ? 17-20 cân, và dạ đúng rồi. Xong rồi là bọn em phải hành quân 5 km và đi đường đồi núi, và mỗi lần mà nghe đến từ chỉ huy nói là cơ động lên là thật sự em rất là sợ. Là cơ động có nghĩa là nhanh lên, bám sát vào cơ động. Vâng. Và cái ngày hôm đấy thì lại là bình thường những cái ngày đầu tiên bọn em đi thì là rời nắng, rất là nắng, còn những cái ngày cái đúng cái ngày hành quân cuối cùng thì lại mưa. Và trong cái buổi trưa hôm đấy thì em cảm giác như là mình không thể chịu được nữa rồi, bởi vì toàn thân bọn em mặc một cái bộ đồ như ở trên này và ướt hết, không có một chỗ nào là khô cả, và em cảm giác như mình chuẩn bị viêm phổi vậy đó. Mà đấy, mà em đã là một cái người mà có cái tiền sử về bệnh viêm phổi, à không phải viêm phổi mà là về phế quản, nên em rất là sợ. Và nhưng mà em không hiểu sao em lại nghĩ là mình có thể bị viêm phổi, là thật sự ngày hôm đấy em rất là sợ. Và nhưng mà cũng may là cuối cùng thì em cũng đã vượt qua rồi. Và em hy vọng là mọi người khi xem thì sẽ cảm nhận được cái sự vất vả của chúng em cũng như là tất cả những chiến sĩ mà đã từng tham gia quân ngũ. Cái bản thân trả lời câu đó mà anh Dung cười phì á. Không, cái này tôi nói thật. Tại vì bản thân Đức á cực kỳ nghiêm túc, là tại từ lúc mà nhỏ ở trong gia đình á là Đức đã luôn luôn nghiêm túc như thế rồi. Và ngay cả sau này bắt đầu khi đi làm nghề cũng vậy, nên Đức vẫn có những cái gọi là cái quy tắc cho bản thân mình nghiêm túc lắm. Và vào môi trường quân đội mình hiểu là tất cả phải tuân theo kỷ luật, nhưng thật sự là có những lúc mà mình không phải cà rỡn đâu, mình gọi là xì cười,
mình không kiềm chế được bản thân mình, bởi vì có những cái tình huống nó rất là chéo ngoe. Và như cái người mà gọi là cà rỡn nhất á là La Thành, nhưng mà anh Đức, và đó là một cái người bạn mà anh Đức mà hay có gặp những cái chuyện mà hay bị chọc cười nhất thôi, chứ không phải là mình cà rỡn gì đâu, cứ xem đi rồi biết, tôi nghiêm túc lắm thiệt. Em thấy anh rất là tập trung, anh băng bó. Không, cái này không có nghe khỏi được. Cái này để anh trả lời thay Đức Tiến. Trả lời luôn cái câu hỏi của bạn về trường hợp của La Thành. Hôm nay thì La Thành có một cái lịch quay không thể thay đổi được, nên bạn ấy không thể tham gia chương trình ra mắt mùa sao nhật mùa 2019. Tôi không chỉ vì là người thay mặt cho chương trình trả lời câu này, mà tôi có cái bề ngoài nó cũng hơi tròn tròn, nó cũng hơi đen đen giống như La Thành. Và với các bạn nghệ sĩ tham gia chương trình này thì như tôi đã chia sẻ ở phần trên ấy, thì tôi rất là trân trọng những cái lao động của các bạn, sự tham gia của các bạn với chương trình này là cực kỳ trách nhiệm, rất là chuyên nghiệp, rất là, có thể nói là rất là gọi là tận tâm với cái công việc của mình. Khi đã tham gia là tham gia hết mình, và tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc mà ý thức cái chuyên nghiệp đó thì có cả những cái điều mà chắc là trong cái phần trả lời của các bạn ở cái phần giao lưu vừa rồi thì các bạn cũng đã nhận thấy, đó là có cả những cái thứ nó thuộc về ý nghĩa nữa. Có rất nhiều những ý nghĩa ở đây. Còn với riêng trường hợp của La Thành thì tôi có một cái tình cảm rất là đặc biệt, vì cậu bé đấy đúng là cậu bé với tôi thật, bởi vì là riêng bạn ấy vào trong chương trình thì bạn ấy cứ gặp tôi là bạn ấy là chú con, và mặc dù là trong đơn vị quân đội thì không được phép để nói là được xưng hô như vậy, phải là tôi với đồng chí, báo cáo đồng chí, nhưng mà riêng La Thành gặp tôi là kiểu gì cũng gọi là chú con, rất là dễ thương. Những cái tình cảm đó từ ngày đầu, từ những giây phút đầu tiên cho đến những phút cuối cùng, cá nhân La Thành là người luôn tạo cho tôi có một cái cảm giác thực sự là hết sức là thân thiện, hết sức là dễ mến. Và bạn ấy cũng đã lao động một cách có thể nói là cực kỳ vất vả, cực kỳ trách nhiệm. Bạn cứ thử hình dung là một cơ thể như vậy mà chạy rồi co tay trên xà đơn nó sẽ khó khăn như thế nào. Chúng ta hãy chờ đợi cái phần thể hiện của La Thành cũng như tất cả các bạn nghệ sĩ ở đây trong chương trình này. Nhưng với riêng La Thành, cá nhân tôi muốn các bạn hãy dành riêng cho La Thành một cái gọi là một cái sự ủng hộ, một cái vote phải thực sự rất đặc biệt, vì không hề dễ đâu, rất khó với những cái thử thách đấy, nhất là với một cái thể trạng như vậy. Với tôi mà lúc này bảo tôi làm chắc chắn tôi thua. Dạ không những như vậy đâu, tại vì em có quen anh La Thành và em cũng biết là anh Thành rất là nhát. Anh Thành sợ tất cả mọi thứ trên đời này trừ ăn và ngủ thôi. Anh Thành thích ăn thích ngủ nhưng mà sợ tất cả mọi thứ, giống như hồi nãy mọi người có xem cái clip là anh Thành sợ ma thật sự. Rất sợ ma, rất sợ đau, rất sợ côn trùng, rất sợ con chim cũng sợ nữa. Con chó, con mèo, tất cả mọi thứ anh đều sợ. Để anh kể cái vụ là anh sợ. Nhưng mà ngày hôm nay thì thấy anh Thành tham gia chương trình này thì thật sự em cũng có một phần nể phục luôn á. Dạ. Anh chia sẻ gì anh? Tại vì có một cái đêm Khánh, thường thì Khánh nằm xuống ngủ là ngủ một phát một cho đến 5:30 sáng nghe kẽn là mình bật dậy. Nhưng mà riêng cái đêm đó tự nhiên mình không ngủ được, là với một lý do là mình thấy một đống thịt ngồi thù lù ở dưới cái chân giường của mình. Mà giường của La Thành là cách giường của Huy Khánh là phải 5m, và La Thành là cái người ngủ giường ở tầng trên và dãy bên kia. Tự nhiên thấy La Thành nằm dưới chân mình mà cứ quạt, mà không hiểu tại sao mà bữa đó cúp điện. Mình nghĩ là ủa tại sao thương mình ra quạt cho mình ngủ. Mình loại bỏ cái ý định đó, nó là không thể nào mà tốt với mình như vậy được. Thì mình cũng thắc mắc, mình thấy em ngồi đó hả? Dạ. Cái mình nhắm mắt ngủ nữa, tới sáng hôm sau La Thành mới nói: anh kỳ lắm anh Khánh. Hỏi sao vậy? Em ngồi đó em cố tình em tạo tiếng động, em quạt, em làm đổ nước, em làm đổ cái cam lưng để đánh tiếng cho mọi người dậy dắt em đi toilet. Tôi bị cúp điện, không có điện em sợ em không dám đi, mà ai cũng ngủ hết. Em chọn cái giường anh để em nằm em quạt cho anh tỉnh, mà anh mở mắt anh nhìn em xong anh lại ngủ tiếp, làm nguyên đêm em nín luôn tới bây giờ. Đó là cái lý do mà La Thành sợ thiệt. Mà lần đó xong mình cảm thấy rất là ân hận, tại vì Thành cũng dở. Nếu như lúc đó anh Khánh dắt em toilet một cái là xong rồi. Sợ ngại. Sợ thiệt. Không nói. Ngại. Ai cứ tỉnh, tại vì làm đổ bể tùm lum ai nghe tiếng mà không nói. Đi luôn, ngồi luôn. Ngồi luôn. Đi không đi luôn, cái đau đá sọc lịch sử.
Dạ, chúng ta cho anh là Quân Y là xin lỗi là mình quên tên. Thì đồng chí Quân Y cầm cái bàn tay tôi lên. Tuân vậy nè. À đồng chí Hòa. Đồng chí ơi, em đau. Đồng chí vậy nè. Ôi, tay nghệ sĩ. Ôi, tay nghệ sĩ. Mà vậy luôn á, mình cảm thấy quăng lên luôn. Ờ, cứ vậy. Ờ, không có quát người ta vậy nè. Ôi, đây nghệ sĩ. Mà đồng chí Hòa hay lúc nào cũng đi từ từ. Làm cái gì mà chấm mà làm gọi là đuổi vết thương á cũng. Run nhắc lại cái tay là lúc ấy trên trailer ấy. Đúng rồi, trên trailer đó là tôi bị vết thương cho Quân Y. Thì đồng chí Quân Y cầm, mình tưởng là người ta sẽ thương mình lắm. Người ta nói là Lương Y như từ mẫu mà, Quân Y như từ mẫu mà. Nhưng ôi, tên nghệ sĩ. Mà kiểu mình rất là đau lòng luôn á. Mọi người chắc chắn cái này sẽ lên trên mạng. Lên trên clip mọi người sẽ thấy được là mình không nói quá đồng chí Hòa đâu. Nhưng mà xong rồi đồng chí Hòa cũng chăm sóc cho anh tận tình mà đúng thì không? Thì dĩ nhiên. Dạ. Đồng chí là quân y mà cũng là bác sĩ mà. Dạ. Nhưng mà chắc là chỉ là đồng chí nhìn thấy cái việc này là quá bình thường. Đúng rồi, dạ. Học đúng rồi mọi người chỉ tại vì là mình tưởng là mình nhiều mình ghê lắm, cái mình nhìn qua cái giường kế bên có hai bạn đồng chí khác. Ủa em bị gì em vô đây vậy? Dạ. Dạ. Em bị dầu vào chân, nguyên cái chân của bạn đó bị phỏng. Còn bạn kia thì em bị gì vậy? Em bị lỗ đầu, tại sao vậy? Em đã 3 năm đập đầu rồi nha. Có nghĩa là ai cũng nặng á. Cái mình thấy là ok, đúng rồi, đọc chứ mà nói đúng rồi. Dạ thưa chị, là tại vì những cái thử thách trong quân ngũ là nó khác xa với ngoài đời nhiều lắm. Ở ngoài đời chưa bao giờ mình gặp những cái thử thách đó. Và cho dù mình có gặp thì ngoài đời nó được nhẹ hóa đi rất là nhiều. Giống như khi Khánh đóng phim cũng được cầm súng nhiều lần, cũng được bắn giả, bắn bằng miệng, đùng đùng thôi. Cái miệng kêu đùng đùng cho tạo cảm giác. Và nếu có bắn đạn cũng là đạn mã tử thôi. Thì nhưng mà vô quân ngũ thì Khánh được cầm súng thật, bắn đạn thật, và ra chiến trường thật, và chạy đội hình thật. Nói chung tất cả đều là thật hết. Và đó là lý do mà Khánh quyết định đi chương trình Sa nhập ngũ là để được bắn súng á. Nói ra mọi người cười, mọi người nói xạo, nhưng mà thật ở ngoài đời đâu có được bắn súng đâu, đâu ai cho bắn, bắn là bị bắt. Thành ra vô đó bắn thoải mái. Và vô trong đó thì Huy Khánh nghĩ rằng đối với những cái khi mà mình vô trong đó, mình thấy những cái chàng trai mà đang đi lính ở trong đó, mình cảm thấy mình rất là thương. Mà mình tự nhiên lúc đó mình cảm thấy rất là trân trọng họ, và mình có một cái suy nghĩ khác về những người lính. Mình sẽ tôn trọng họ hơn và cảm thấy là yêu thích, thương họ hơn. Bởi vì do đó họ phải sống trong cái môi trường quân ngũ, ăn ngủ đúng giờ và tập luyện rất là nhiều, để mới có được cái tinh thần và cái sức mạnh để khi nào mà tổ quốc cần thì họ là những người đầu tiên đi ra. Cho nên là hồi nào giờ mình không có để ý đến những người mà đang đi quân đội. Họ ủa đi đâu thì đi bộ đội. Đi bộ đội hả, vậy thôi. Nhưng bây giờ mình nghe đi đâu đó, đi bộ đội, đi nhập ngũ là mình tự nhiên cảm thấy thương họ hơn và cảm thấy hãnh diện với những cái người đó đang được làm cái nhiệm vụ đó. Bởi vì cô trong đó nó đã lắm kìa, chứ không phải khổ đâu, đã lắm, dùng từ đã. Thật ra với em thì khi em xem các mùa trước của chương trình Sa nhập ngũ thì em cảm thấy kể ra các thì mọi người tham gia chương trình này có mấy thử thách cũng vui, thì cũng thú vị, vào em nghĩ là mình sẽ được là vừa làm vừa chơi, trải nghiệm thú vị và mang nhiều niềm vui về. Nhưng mà nhưng mà đến lúc tham gia rồi thì em mới thực sự là cảm thấy sốc ngay từ ngày đầu tiên. Việc đầu tiên là mình là truyền hình thực tế và máy quay sẽ theo sát của mình 24/24, máy này off thì sẽ có máy khác quay. Và ngay cả lúc ngủ cũng có sẵn mấy cái camera và mấy cái mic lắp răng kín đầy trong phòng, có nghĩa là nhất cử nhất động bọn em là đều bị theo dõi. Và có chỉ ngoài cái việc là đi tắm và vệ sinh cá nhân thôi thì bọn em được tự do. Nhưng mà thật ra thì trong chuyến đi tắm lại là cái thứ vui nhất. Ngày đầu tiên thì Jun có tâm sự, đây là lần đầu tiên Jun tắm chung của tất cả mấy anh em con trai, mà cái vấn đề là rồi tắm ở cái chuồng vui. Ủa là có nghĩa đây, có nghĩa là mấy ngày đầu tiên còn ai mấy ngày đầu tiên mấy anh em nghệ sĩ còn ngại ngại là còn lót tắm ai nào. Mấy ngày hôm sau vào thấy anh Đức rồi anh Khánh rồi anh Thành cởi hết tất cả mọi người tập trung. Mà đây là một kỷ niệm lâu lắm rồi, bên có cảm giác là từ hồi nhỏ bắt đầu đi tắm chung mấy anh em bạn bè với lớn đùng như vậy. Nhưng mà anh tắm không bao giờ được nhìn thấy Châu, không biết Châu tắm ở chỗ nào. Thế
không thấy Châu. Còn thấy thì Jun, thì Jun với lại B thì lén lén ngồi trong toilet, ngồi trên cái bồn cầu tắm cổ. Jun vô trong lấy cái giò mà người ta xịt đó. Ủa sao không mày? Bự có giò sen có múc em không tắm. Dạ thôi. Ngại sợ. Còn Jun là nói thật là lúc đó là Jun bị cái tay á, Jun không có dám gọi đầu, Jun gọi đầu bằng hai ngón tay là mọi người. Như vậy nè. Mà mình rửa nè, nên mình phải nhờ người khác tắm giùm rồi đó, không ai chịu tắm giùm mình. Ủa anh là chứ anh B Trần không có tắm giùm anh hả? Không, B Trần lại lo vô trong cái toilet còn ngay bồn cầu á, cầm cái xịt xịt nè. Chỉ có anh Đức với lại anh La Thành là cởi chuồng chạy vòng vòng trong cái phòng thôi, tại vì lúc nào cũng chậm trễ. Đồng chí thủ trưởng kêu là tập trung là ông với còn tắm. Không phải, tại vì tính của La Thành thì được biết rồi, nhây lắm, khi vừa mới vô cái là mọi người ơi đi tắm nào, cái là Thành xung phong nhào vô trước để kêu mọi người. Đức thì cứ thấy đông quá, chỉ có một cái xô nước thôi và nguyên cả cái phòng tiểu đội 12 người chỉ có khoảng 2-3 cái gáo nước thôi, và thôi kệ cứ để mọi người tắm trước. Đức lúc nào cũng chờ hết, nhưng mà chỉ cần vừa mới ao với một cái thôi nước trong thùng hết nhanh chóng lắm. Mình ủa chết rồi, lần đầu mình đứng mình nhường mọi người, nhưng mà thôi không, lần sau không còn nữa, nhào vào luôn. Và nước thực sự chảy nhiễu giọt như vậy nè, mình chưa kịp múc thối lên người, không cần bỏ xà bông đâu, là lúc đó là hết nước rồi. Cho nên có những lúc mà mình nghĩ là mình sẽ mặc quần áo mình tắm rồi từ từ cho nó sạch từ từ, nhưng không có cơ hội đâu. Lúc đó chỉ có thể là mình chút bỏ hết đi, một gáo nước có thể làm cho mình sạch toàn diện, chứ không có cách nào mà mình chờ đợi được nữa hết. Chứ thực sự mình cũng ngày đầu tiên vô ngại lắm, nhưng mấy bữa sau không còn ngại ngần gì nữa hết. Mình không làm là không kịp và sẽ bị ngứa. Dạ, nói chung là vậy thôi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các anh. Và ngày hôm nay thì em thấy ở đây có sự hiện diện của bố của anh Trung. Dạ các bạn. Còn nhất là ban đại diện của Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ. Tôi rất xúc động và ngày hôm nay tự nhiên có một cái câu nói là có bố Jun. Thì bây giờ tôi cũng ráng cố gắng trả một vài câu để mà rất là tâm đắc. Đừng khóc nha bác. Nói về vấn đề mà vào quân đội ngày hôm nay thì coi những cái clip và rất là xúc động. Và cái hay nhất nữa là của 6 chiến sĩ, nghệ sĩ đã được tham gia vào cái chương trình Trái tim người lính. Lần đầu tiên, không riêng gì có mình, mà tất cả các 5 thành viên nghệ sĩ đã thể hiện tròn vai trong cái câu đã được phải trả lời trước công chúng. Đây là một cái sự vinh dự không riêng gì cá nhân của gia đình Jun Phạm, đồng chí Phạm Duy Thuận. Rất cảm ơn chương trình đã tạo cho các cháu nó có một cái phong cách riêng của nghệ sĩ là khác, nhưng mà kỷ luật sắc của quân đội là cái chiều đỉnh cao khát khao của các em nó phải tiến lên. Xin hết ạ. À.